Xin chào, tao là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang khám phá về một chủ đề: bệnh phù chân ở người cao tuổi là gì, nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa hiệu quả. Nếu như các bạn quan tâm về vấn đề ngày hôm nay thì Trang có 5 chủ đề nhỏ xoay quanh để cho chúng ta hiểu rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nào. Chủ đề đầu tiên, bệnh phù chân ở người cao tuổi là gì, nguyên nhân và triệu chứng phổ biến. Đối với những người cao tuổi thì thường gặp rất là nhiều những cái bệnh lý khác nhau. Thì hôm nay chúng ta đặc biệt lưu ý quan tâm đến phù chân. Thì phù chân là hiện tượng cái chân bị phồng lên, nó tăng kích thước hơn bình thường và gây nên cái cảm giác nặng nề, nhất là khi chúng ta di chuyển thì nó tạo nên một cái cảm giác rất là khó chịu ở đôi bàn chân, và cái đôi bàn chân của chúng ta nó sẽ to hơn so với bình thường. Thì một số trường hợp nặng hơn thì nó có thể dẫn đến bội nhiễm kèm theo những cái tình trạng như là biến dạng mắt cá chân và cẳng chân. Phù chân ở người già với biểu hiện là chân sưng. Da của đôi bàn chân đó, nó căng hơn so với mức bình thường. Chúng ta thấy rằng là nó căng bóng ra luôn. Thì hiện tượng phù chân ở người già thường có những cái biểu hiện sau đây. Đầu tiên là chân sưng, da chân căng hoặc là nó đổi màu. Nếu vùng da mà chúng ta ấn tay vào, phần da bị phù đó, sẽ thấy hiện tượng lún sâu xuống và khi chúng ta buông ra thì nó không có đàn hồi lại liền như bình thường. Khớp chân cứng hơn so với bình thường khi chúng ta di chuyển đi đó. Bạn thấy là cái khớp á, nó sẽ cứng hơn và nó không có linh hoạt, nó khó hoạt động hơn. Thì nguyên nhân khiến cho người già bị phù chân thì có rất nhiều những cái nguyên nhân. Thì Trang chỉ liệt kê những cái nguyên nhân chính điển hình thôi. Như là bị suy giãn tĩnh mạch chân. Phù chân ở người già tương đối phổ biến, thường gặp là do suy giãn tĩnh mạch mãn tính. Thay vì các van trong mạch máu nó mòn theo thời gian, nó khiến cho cái dòng chảy của máu lưu thông nó bị chậm lại. Sự dư thừa những cái chất lỏng trong quá trình này sẽ khiến cái phần chi dưới của chúng ta nó bị sưng và tĩnh mạch bị suy giãn nặng hơn. Bị suy tim. Thì nếu như tim hoạt động yếu, bơm máu không hiệu quả sẽ xảy ra hiện tượng suy tim xung huyết, làm cho tĩnh mạch giữ lại những cái chất lỏng. Thì tình trạng này kéo dài nó sẽ khiến cho lưu lượng máu đến thận nó sẽ giảm xuống và cơ thể của chúng ta sẽ bị giữ nước. Bạn thấy rồi đó, giữ muối hay giữ nước sẽ gây ra hiện tượng phù, phù cả chân hoặc là phù toàn thân nữa. Xơ gan. Bệnh xơ gan khiến cho khả năng hoạt động của gan bị suy giảm. Trong đó việc sản xuất albumin nó sẽ giảm, khiến cho áp lực keo trong máu đó nó giảm, khiến thoát dịch ra bên ngoài lòng mạch, gây tràn dịch các màng và phù chân ở người già. Bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường. Thì căn bệnh này làm tăng quá mức cái lượng đường trong máu, khiến cho tĩnh mạch và van bơm bị suy yếu. Thì kéo theo suy giảm các chức năng bơm máu về tim, nên xảy ra ứ đọng dịch và người già bị phù chân. Thì có rất nhiều những cái bệnh lý nó liên quan và nó gây nên những cái biến chứng nặng nề. Thì trong đó có phù chân, cho nên là Trang liệt kê để đề cập đến chủ đề ngày hôm nay để cho tất cả mọi người tham khảo để biết rõ hơn. Hoặc là những người bị bệnh thận. Thận thì nó có nhiệm vụ là lọc, tái hấp thu nước và bài tiết những cái chất thải. Khi thận có vấn đề thì chức năng thận nó cũng bị ảnh hưởng, tạo nên áp lực cho mạch máu và làm rò rỉ dịch ra ngoài. Phù chân ở người già cũng là kết quả của suy thận. Hoặc là một vài những cái nguyên nhân khác. Chế độ ăn uống quá nhiều tinh bột hoặc là ăn quá nhiều muối, có nghĩa là ăn mặn đó, không đảm bảo dinh dưỡng, nó cũng dẫn đến phù. Đối với những người bị chấn thương thì nó cũng dẫn đến phù.
bị thiếu vitamin B1 thì có vấn đề trong chuyển hóa dinh dưỡng. Tác dụng phụ của một số thuốc điều trị bệnh, thì nếu như là tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh thì bạn ngưng thuốc thì chân của các bạn nó sẽ hết phù, còn nếu là bệnh lý thì nó sẽ để lại cân nặng quá mức hoặc là đứng lên ngồi xuống quá nhiều. Như vậy là chúng ta đã điểm danh xong chủ đề đầu tiên cùng với Trang rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ hai. Tại sao người lớn tuổi lại hay bị phù chân? Phù chân ở người lớn tuổi nó có rất nhiều những cái nguyên nhân khác nhau, như là khẩu phần ăn quá nhiều muối hay là carbohydrate. Người già thì dễ bị chấn thương, bị những cái bệnh mãn tính như là suy tim, viêm tắc tĩnh mạch, suy van tĩnh mạch chân, bị bệnh đái tháo đường và nó gây nên những cái biến chứng về sau, thiếu vitamin B1 hoặc là do sử dụng thuốc quá nhiều, đứng nhiều, ngồi nhiều, tăng cân một cách quá mức cũng là những cái yếu tố nguy cơ. Chúng ta thấy rằng những người lớn tuổi thì bệnh lý mãn tính rất nhiều, cho nên dẫn đến phù chân nó sẽ nhiều hơn so với những người trẻ. Thì nguyên nhân người già bị phù chân nhiều nó phụ thuộc vào rất nhiều những cái biểu hiện, những cái mức độ phù chân khác nhau nữa. Thì phần lớn những cái trường hợp ở giai đoạn đầu sẽ không có bất kỳ các triệu chứng lâm sàng nào. Có nghĩa là ở những cái giai đoạn đầu thì chúng ta không biết được, chúng ta không để ý. Và triệu chứng phù chân ở người lớn tuổi thì nó sẽ có những cái triệu chứng như thế nào? Thì đặc điểm phù chân khác nhau tùy thuộc vào từng loại bệnh. Phù chân ở người cao tuổi đó thường có một số những cái triệu chứng chung như chân bị sưng, da cái chân nó căng ra, nó mỏng, nó bóng ra, sưng húp hoặc là nó đổi màu. Chỗ phù nề khi chúng ta ấn xuống thì nó lún sâu xuống và nó sẽ không đàn hồi lại sau vài giây, tăng kích thước vùng bụng, tăng cân nặng. Phù trắng, mềm, ấn vào có thể lõm hoặc là không. Tổ chức dưới da và da đó nó dày lên, nó cứng lên, kèm theo những cái biểu hiện là ngứa gan lên, rất là khó chịu. Thì bệnh nhân bị phù chân thì rất khó trong di chuyển, bởi vì chúng ta thấy là cái khớp nó bắt đầu cứng lại. Nếu như có bội nhiễm thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và nó làm cho cái bàn chân nó phù to ra hoặc là nó căng nứt, chảy dịch vàng ra nữa các bạn ha. Thì như vậy chúng ta thấy rằng phù chân ở người lớn tuổi là do những cái bệnh lý mãn tính hoặc là do chăm sóc sức khỏe hoặc là do sử dụng những cái loại thuốc dẫn đến tích nước và nó phù, cho nên là chúng ta cần kiểm soát thật kỹ. Chủ đề thứ ba, các xét nghiệm khi chuẩn đoán phù chân. Thì mọi người hỏi Trang là các xét nghiệm khi chuẩn đoán phù chân ở người già thì có những cái phát xét nghiệm chẩn đoán nào? Thì thông thường bác sĩ sẽ kiểm tra bằng cách là ấn nhẹ vào vùng chân bị sưng, bị phù, và khi tạo một cái lực lên chân như vậy, lên cái vùng chân bị phù đó, thì khiến cho chân của bệnh nhân nó sẽ bị lõm từ vài giây đến vài phút và sau đó nó mới trở lại cái trạng thái bình thường. Còn da của chúng ta bình thường, chúng ta ấn vào, chúng ta lựa chỗ nào có thịt nhiều chúng ta ấn vào, bạn buông ra thì nó sẽ đàn hồi trở lại liền. Và kèm theo những cái bệnh lý nền nữa thì bác sĩ sẽ đưa ra những cái chẩn đoán hoặc là tìm ra nguyên nhân dẫn đến gây phù. Thì bác sĩ cũng kiểm tra nhịp tim, huyết áp, đo tiểu đường và xem tình trạng bệnh lý như thế nào thì sẽ đưa ra những cái kết quả chung. Thì dựa vào những cái thông tin mà người bệnh cung cấp cho bác sĩ, như là tiền sử bệnh, đang dùng thuốc gì, chế độ ăn uống như thế nào, bị phù bao lâu rồi, có bị bội nhiễm hay không, thì những cái đó bác sĩ sẽ kết hợp cùng với những cái xét nghiệm để chẩn đoán bệnh phù chân. Thì thông thường các xét nghiệm cơ bản được các bác sĩ chỉ định khi chẩn đoán bệnh phù chân nó sẽ bao gồm những xét nghiệm sau đây. Sẽ có là phân tích nước tiểu để tìm ra
protein trong nước tiểu nè, creatinine, xét nghiệm chức năng thận coi xem là thận có gặp vấn đề gì không, TSH để xem coi tình trạng tuyến giáp nó có ảnh hưởng hay không, nó có dẫn đến phù hay không, xét nghiệm đường huyết, xét nghiệm albumin, một loại protein chính được tìm thấy trong máu, hoặc là kiểm tra các chức năng gan, vân vân. Thì bên cạnh đó thì một số cận lâm sàng đánh giá chức năng tim cũng được thực hiện, chẳng hạn như là chụp X quang ngực xem tim có to bất thường hay không, hoặc là có chứa dịch tràn dịch màng phổi hay không, hoặc là siêu âm quanh tim để quan sát buồng tim và trạng thái co bóp của tim. Dimer là xét nghiệm máu có thể giúp cho chúng ta phát hiện được cục máu đông, và siêu âm Doppler ở chân để tìm huyết khối tĩnh mạch sâu. Thì cả hai vốn là những cái nguyên nhân phổ biến và nó chỉ gây sưng ở chân ở người bệnh. Như vậy chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái xét nghiệm tùy thuộc vào cái tiền sử bệnh của bệnh nhân như thế nào, mức độ mà bác sĩ sẽ chỉ định những cái xét nghiệm khác nhau. Thì chẩn đoán phù chân qua thăm khám lâm sàng, tình trạng bệnh sử cũng như là lối sống của người bệnh thì bác sĩ sẽ tìm ra được những cái nguyên nhân. Thì sau khi thăm khám lâm sàng xong, bác sĩ sẽ đề nghị thực hiện những cái xét nghiệm để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây ra bệnh. Thì có thể là xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, chụp X quang, hoặc là đo ước lượng cái áp suất ở trong mạch máu nhất định, hoặc là siêu âm nè, siêu âm tim mà mọi người khác, để tìm ra những cái vấn đề ở tim, hoặc là điện tâm đồ, vân vân. Thì tùy thuộc vào cái mức độ hoặc là cái tiền sử bệnh lý như thế nào mà bác sĩ sẽ đưa ra những cái xét nghiệm khác nhau. Và điều quan trọng nhất để giúp cho bác sĩ tìm ra được nguyên nhân gây bệnh là phương pháp, cũng như là phương pháp điều trị hiệu quả, thì đòi hỏi người bệnh phải phối hợp cùng với các bác sĩ. Chúng ta không được giấu giếm điều gì đâu, chúng ta đang dùng thuốc gì, chúng ta bị sưng bao lâu rồi thì phải khai thật với bác sĩ để tìm được nguyên nhân, chứ đừng đánh đố bác sĩ các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ tư, cách giảm bớt phù chân cho người lớn tuổi. Thì có cách nào để giảm bớt phù chân cho người lớn tuổi hay không? Thì tùy thuộc vào mỗi giai đoạn phát triển và của bệnh nè, mức độ nặng nhẹ khác nhau mà bệnh phù chân ở người lớn tuổi đó sẽ có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Thì khi mà chúng ta phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì triệu chứng sẽ nhanh thuyên giảm đi một cách nhanh chóng, thậm chí là có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu như người bệnh không tuân thủ hoặc là điều trị không đúng cách thì bệnh sẽ dẫn đến những cái biến chứng nặng hơn. Thì chúng ta cũng nên tuân thủ một số yếu tố điều trị sau đây. Thường xuyên đi lại hoặc là massage các khớp giúp cho lưu thông máu tốt hơn. Đi lại nhẹ nhàng thôi chứ không phải là bắt mọi người phải luyện tập cái gì đó nặng lắm nha. Phù chân thì chúng ta vận động nhẹ nhàng, đi lại vừa sức của mình, vừa sức chịu đựng của mình, chứ không phải là khi đau quá mà bắt mọi người cứ đi lại hoài. Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột do nó gây ra những cái nguyên nhân khiến phù nề ở người lớn tuổi trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó những người lớn tuổi thì không nên tắm nước lạnh hoặc là nước quá nóng, thì luôn giữ ấm cho cơ thể ở cái nhiệt độ thích hợp, có nghĩa là tắm thì tắm nước ấm là được. Bổ sung cái lượng nước cần thiết cho mỗi ngày, đừng thấy phù rồi chúng ta sợ uống nước. Không, nước là nhu cầu thiết yếu cho cơ thể, phải uống đủ nước trên một ngày, và cái lượng nước tránh dư thừa. Có một chế độ ăn uống dinh dưỡng khoa học, giảm đi cái lượng muối, bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất, những cái chất chống oxy hóa từ các nhóm thực phẩm như là rau xanh, đậu xanh, măng tây, bí ngô, hành tây, dứa, nho, tỏi, củ cải đường, vân vân, là một trong những cách giảm phù chân ở người lớn tuổi một cách hiệu quả. Thì thức ăn nó sẽ kèm theo cái chế độ chăm sóc và điều trị. Bổ sung manh nhê,
từ những cái nhóm thực phẩm như là ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại hạt, sữa ít béo hoặc là cải bó xôi, vân vân. Có thể là kê cao chân ít nhất là ngang tầm với tim mỗi ngày từ 3 đến 4 lần và mỗi lần kéo dài 30 phút. Nếu như chúng ta chịu đựng được, không thì chúng ta sẽ tăng từ từ, từ 5 phút, 10 phút, 15 phút, vân vân. Và khi tránh ngồi một chỗ quá lâu nên di chuyển đi lại một cách nhẹ nhàng. Thì cứ chúng ta ngồi một xíu, nếu như chúng ta cảm thấy nó hơi lâu rồi đó thì đứng dậy đi qua đi lại một xíu để cho cái lưu lượng máu nó được lưu thông tốt hơn. Chăm sóc cái vùng da chân bị phù đó thì nên giữ sạch sẽ nè, có thể mang tất, mặc quần áo dài để bảo vệ, ngăn ngừa gây thương tích hoặc là nhiễm trùng. Thì đó là những cái cách để giảm phù chân ở người lớn tuổi. Nếu như đã áp dụng những cái phương pháp trên kèm theo cách điều trị của bác sĩ mà không thuyên giảm thì chúng ta phải nhập viện để điều trị tốt nhất. Thì khi thấy trên cơ thể của chúng ta có bất kỳ những cái dấu hiệu bất thường nào ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thì nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám, để được điều trị, hỗ trợ để điều trị trong giai đoạn sớm nhất và ngăn ngừa những cái biến chứng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe về sau. Chủ đề thứ năm, cách phòng ngừa và những lưu ý khi bị phù chân. Thì để phòng ngừa phù chân một cách hiệu quả thì những người lớn tuổi có thể tham khảo một số những cái gợi ý sau đây, có nghĩa là các cô chú ông bà có thể tham khảo. Thì nên duy trì cân nặng một cách hợp lý, khi nằm thì có thể nâng chân lên cao, có nghĩa là ngang tầm với tim, chúng ta đưa chân lên cái vách tường đó, chúng ta đưa vô, nằm sát vô, đưa chân lên. Thì hoặc là có một cái gối để kê chân cũng được. Hạn chế ngồi hoặc là đứng quá lâu trong một khoảng thời gian dài. Có thể đứng lên hoặc là ngồi xuống hoặc là chúng ta di chuyển. Thì khi chân bị sưng phù, có thể vuốt nhẹ, massage để cho lưu lượng máu nó được lưu thông, nó giảm đi cái tình trạng tắc nghẽn. Thì chúng ta sẽ học cách massage một cách nhẹ nhàng để giúp cho cái lưu lượng máu ở chân nó được lưu di chuyển một cách tốt hơn. Thì đó là những cái lưu ý kèm theo thôi. Quan trọng hết là chúng ta phải thăm khám bác sĩ nè, phải điều trị sớm nhất để có được những cái kết quả như mong muốn. Và hy vọng rằng với những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay của Trang đã giúp ích cho tất cả các cô chú, các ông bà một cách tốt nhất. Và nếu như